Hello, xin chào anh chị. Và hôm nay thì Thái Học lại tiếp tục gửi đến cho quý cô chú anh chị một mẫu xe 5 chỗ gầm cao nhập Thái bền bỉ nè, với có đầy đủ chế độ an toàn như là gói an toàn safety sense nè, camera 360, trang bị động cơ trùng với lại Atis 1.8 dual VVTA cho một cái cảm giác lái rất là lanh anh chị. Và đây là một chiếc xe 5 chỗ gầm cao thì cô chú anh chị rất là linh động khi mà anh chị đi trong những khu vực đông đúc như là thành phố Hồ Chí Minh nha anh chị. Và Học cũng xin giới thiệu sơ là sản phẩm này nha anh chị, Toyota Cross nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, sản xuất 2022. Thì đây là một mẫu xe 5 chỗ đầu tiên gầm cao của Toyota tại vì thị trường Việt Nam mình. Thì vào thời điểm 2020 anh chị, thì khách hàng mua chiếc xe này phải chờ từ 5 tới mà 5 tháng đến 12 tháng đó. Và lúc đó thì thời điểm đó giá rất là cao, nhưng mà chiếc xe này nó vẫn lọt vô được là top 1 trong những chiếc xe bán nhiều nhất tại thị trường Việt Nam lúc 2020 anh chị đó. Và tới nay thì chiếc xe này Học vẫn thấy nó còn hot vì tháng vừa rồi á, tháng trước á, thì Học đã bán được gần 5 chiếc, chính xác hơn là 5 chiếc Toyota Cross màu bạc và màu trắng. Và hôm nay Học lại về tiếp tục là chiếc xe màu đen. Xe này thì chỉ mới lăn bánh có 9.800 cây à, còn bảo hành cho anh chị tới 5 năm ở 2022, 23, 24, 25 và 26 đó. Xe thì là phiên bản V, bản cao cấp, máy xăng. Và sau đây thì Thái Học xin mời anh chị cùng Học đi đánh giá chi tiết qua cái sản phẩm sử dụng 9.800 cây này. Xin mời cô chú anh chị. Dạ, thì bây giờ Thái Học xin mời anh chị cùng Học đi đánh giá chi tiết những cái chi tiết ngoại thất trước nha anh chị. Rồi mình sẽ lần lượt vào nội thất, rồi khoang động cơ, gầm máy. Đầu tiên thì về nước sơn cabo, xe này thì vẫn giữ được nước sơn zin, chưa chảy xước nha anh chị. Và phần đèn xe cũng vậy luôn, vẫn nguyên bản theo xe. Và bên Học thì luôn cam kết cho anh chị là xe không va chạm, không đâm đụng, không ngập nước nha anh chị. Đó, không đâm đụng, không ngập nước. Đó, động cơ hộp số nguyên bản là yêu cầu cần thiết khi mà bên Học nhập chiếc xe về, cũng như là để showroom để chào bán cho cô chú anh chị. Và cô chú anh chị cũng có thể là nhờ bên thứ ba đến giám định nè, những anh chị rành nghề, những anh chị mà chuyên đi coi xe nè, hoặc là cô chú anh chị mang đến đại lý chính hãng để anh chị kiểm tra qua chất lượng những cái mà Học miêu tả nha. Vì đây là sản phẩm còn bảo hành nên là cô chú anh chị yên tâm tuyệt đối. Đó. Ví dụ như chiếc xe này mà bị đâm đụng hoặc là bị ngập nước, hay là xe bị tua ô đô hoặc là có dấu hiệu tháo rã thôi, thì cô chú anh chị sẽ mắc đi sự bảo hành từ nhà máy 100% nha anh chị. Tua 1 km cũng bị mắc bảo hành luôn. Nên là cô chú anh chị yên tâm về những cái sản phẩm mà bên Học bán những chiếc xe lướt như thế này. Vỏ xe thì được nguyên bản zin theo xe, Michelin luôn nha anh chị, rất là xịn sò. Xe này thì trang bị hộp kim nhôm phay xước này, R18 to bản đối với phiên bản cao cấp này. Và anh chị nhìn nè, nhìn chiếc xe đi 9.800 cây thì anh chị nhìn đi, cái gai nó còn khá là cao. Và trên xe thì anh chị sẽ có một cái nẹp khung kính theo xe rất là sang trọng. Xe mình được trang bị luôn camera 360 nè, những cái công nghệ hiện đại như là cái radar tầm xa nè, cái mặt logo ở đây á, là cái radar tầm gần, cũng như là cái camera 360 độ zin của xe nha anh chị, từ nhà sản xuất luôn đó. Một chiếc xe 5 chỗ cực kỳ hiện đại của nhà Toyota. Mà còn xe Toyota thì anh chị biết rành rồi, xe Toyota thì nó rất là bền anh chị ơi. Xe này thì xài chung động cơ với Atis đó, chạm vào là mở lốc đó, anh chị nhìn thấy không, rất đẹp và còn rất mới anh chị ạ. Bên Học đang chào bán chiếc xe này chỉ với là 795 triệu thôi. Anh chị nào đang có nhu cầu mua xe Toyota Cross và anh chị chịu đồng ý mua chiếc xe lướt mà bên Học đang chào bán như vậy, thì anh chị cũng tiết kiệm được kha khá nha anh chị. Đó, ghế da màu nâu nè, zin nguyên bản theo xe từ trong ra ngoài nha anh chị. Đó, tem mà thì vẫn còn y nguyên, chưa lột tem luôn. Đó, Toyota Cross, mẫu xe 5 chỗ, đó, nhập Thái nguyên chiếc nha anh chị. Đó, chắc nịch nè anh chị. Đó, còn mới tinh nè. Đây là cái phần chiều ngang của khách này. Của xe này anh chị nhìn thấy không, rất đẹp. Bộ mâm hộp kim nhôm R17 đó, vỏ Michelin thì đi rất là êm nha anh chị. Đó, xe này Học xin phép lướt qua phần keo chỉ đó, lướt qua phần keo chỉ nha anh chị. Ví dụ mà trường hợp mắc một khúc keo chỉ về thì cũng không có sao đó, anh chị cứ đóng vào đây, mắc ở đây thì anh chị để coi vô đây nha, coi vô đây. Nếu mà vô tới khung này thì bỏ nha anh chị, vô tới khung gầm ở trong đây nè mà nặng là bỏ nha. Còn xe này là Học cam kết với anh chị là còn nguyên bản, chưa mắc phân keo chỉ nào luôn. Nên là Học sẽ lướt, Học sẽ nói về những cái mà Học muốn giới thiệu lại những cái sản phẩm, cũng như là nói về những cái chi tiết về độ hao mòn của xe. Anh chị nhìn thấy không, nó còn mới tinh nè, ba ga mui nè. Đó, cái cụm đèn lái sau cũng là zin theo xe.
Corolla Cross rất đẹp anh chị nha, bản 1.8V đó, 2022. Xe này thì còn bảo hành tới 5 năm anh chị tha hồ đi. Nói chung là Toyota để làm bảo hành dài ra để cho anh chị kích thích để anh chị mua thôi, chứ còn học thấy xe Toyota mấy chiếc xe này thì đi rất là bền anh chị đó. Nếu mà anh chị đi 5 năm với gia đình sử dụng thì học thấy bình thường tới tầm khoảng 70-80 nghìn cây à. Đó, không hết được cái bảo hành đó. Đó anh chị nhìn thấy không, gầm bệ là mới tinh mới nguyên nha anh chị đó. Tôi chú anh chị nhìn đi, rất đẹp. Để học mở cái khoang cấp sau đó, Toyota Cross. Động cơ này hồi nãy học quên, học đang nói cái học quên, động cơ này nó xài chung với động cơ Atis mà Toyota Việt Nam nói á. Trong tất cả xe Toyota là cái động cơ Atis là cái động cơ bền nhất theo nhà máy công bố, là cái động cơ bền nhất nha anh chị. Đó. Đây anh chị. Keo chỉ cốp là còn nguyên bản hết nha anh chị. Đây. Có luôn cái tấm thảng nè. Đó, có luôn cái tấm này, và cái này thì để che mùi, anh chị mà đi chở đồ hải sản rồi thì kéo cái này ra. Kéo cái này ra để vào đây thì để ngăn mùi nha anh chị. Đó. Bỏ lớp. Để học coi cái bánh xe cua nha anh chị. Bánh xe cua xe này thì chưa chạm đắt nha anh chị. Đồ nghề nguyên bản hết à. Bánh xe cua chưa rất đắt luôn. Còn mới tinh à. Rất đẹp anh chị. Toyota thì thiết kế không có nhiều nét phức tạp rườm rà, nhưng mà cơ bản thì nó có một cái hiệu ứng gì đó rất là lành, rất là đều xe nha anh chị. Form dáng thì khá là đẹp, rất là cá tính. Toyota Cross. Xe này mất tiêu hao nhiên liệu nó chỉ rơi vào 5.9 lít, còn anh chị đi kết hợp nó sẽ là 7 lít. Động cơ 1.8 chung với Atis chạy rất là ngon anh chị, rất bốc đó, không có độ trễ nhiều của chân ga đâu đó. Rất đẹp anh chị ạ. Nói chung là xe bên học là xe tiễn không, tháng rồi học làm được 5 xe đó, màu bạc với lại màu trắng. Hôm nay học lại về chiếc màu đen. 9.889 cây. Hai vùng lạnh độc lập. Hai vùng lạnh độc lập nha anh chị. Đó. Anh chị nhìn thấy không? Camera 360 độ zoom theo xe này. Được chủ trước lên cho mình cái đầu camera hành trình rồi. Học cũng để nguyên ở đây. Đó. Mới tinh nè anh chị. Vô lăng cần số đâu nè. Rất đẹp. Bên học là chuyên làm những dòng xe lướt luôn. Đó, cô chú anh chị nào mà đang có nhu cầu mua những chiếc xe lanh quanh 800, lanh quanh 800 nha anh chị, và mua được chiếc xe 5 chỗ có nhiều công nghệ an toàn đó, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, ga tự động bám theo xe phía trước đó, đèn auto đó, hỗ trợ phanh lực phanh AB rồi hỗ trợ đổ đèo, nói chung là đầy đủ tắc tàn tật, đầy đủ hết anh chị, đầy đủ hết. Xe này thì hệ thống an toàn, những cái mà gọi là công nghệ mới nhất của những xe ô tô hiện nay thì đã được trang bị trên chiếc xe này. Chỉ thiếu một cái là học thấy là chỉ thiếu cái phanh tay điện tử thôi, nhưng mà cái đó thì cũng không quan trọng lắm anh chị. Thì mỗi lần lên xe thì mình chỉ xả thắng chân ra thôi, trả thắng thôi. Có phanh tay điện tử thì càng tốt, nhưng mà chiếc xe này nó chỉ thiếu cái phanh tay điện tử thôi. Còn nếu mà về yếu tố an toàn thì xe này nó đầy đủ hết anh chị. Rồi, đây là cái khoang động cơ này. Còn chú anh chị nhìn này. Mới tinh nè anh chị, nhìn thấy không? Đó, mới tinh, mới nguyên luôn. Đó, anh chị nhìn thấy không? Đó, anh chị. Rất đẹp nha. Đó, cô chú anh chị nhìn đi. Đó, ốc cốp rồi nè. Nói chung là nguyên bản hết anh chị ơi. Không có gì phải soi cả. Vì xe này nó quá mới rồi. Đó. Quá đẹp, dual VVTi. Đó. Anh chị nhìn cái ống gieo này. Ống gieo cái ống này chứa xăng này, nó phân bố ra bốn cái kim phun anh chị, bốn cái bét phun phun nhiên liệu vào. Đó. Mới tinh. Dynamo này. Đó. Cô chú anh chị nào đang có nhu cầu mua xe 5 chỗ nè, với giá là gần 800, 900, 795 triệu, ở bên học sẽ hỗ trợ anh chị hồ sơ rút gốc. Hồ sơ rút gốc
là anh chị sẽ về đóng 2% giá trị còn lại xe này. Ví dụ như 800 là anh chị đóng 16 triệu rồi đó, với biển số 1 triệu nữa là ra tên rồi cô chú anh chị. Đó, anh chị nào đang có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp với Học nha. Học thấy thì chiếc xe này nó còn khá là mới, khá là đẹp. Anh chị so với xe mới thì không khác gì xe mới anh chị ơi. Vẫn còn bảo hành dài, tuy nhiên thì anh chị sẽ cũng còn được tiết kiệm được khá là nhiều, tiết kiệm độ hơn chiếc xe SH nha anh chị. Đó, Học thấy cũng khá là hay, nên là những cái xe lướt bên Học bán rất là đắt. Đó, luôn luôn được sự ủng hộ của nhiều cô chú anh chị. Đó. Đây anh chị, bên Học cũng còn nhiều xe lướt, là bữa nay bán bớt rồi. Xe này 2023, đăng ký tháng 1 2023, khách Học cũng mới mua là 716 triệu, hôm nay Học có bán 550 triệu, chưa một hạt sơn ngoài nha anh chị, nó còn nguyên bản hết, chưa một hạt sơn ngoài luôn. Đây, chỉ chạy xước ở đây thôi, chạy đúng cái này mà Học để nguyên luôn. Đó, Polo 1.6, xe này là 2021, đăng ký vào tháng 1 2023. Đó, động cơ 1.6 số tự động, bên Học đang bán có 555 triệu. Rất là nhiều xe và cũng đã gần hết xe rồi anh chị. Bên Học có nhu cầu mua xe cũ, đặc biệt là những dòng xe đi ít đời cao.